Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh quê hương MT của mình nhá. Thì hôm nay mình lên thành phố Lai Châu các bạn ạ. Hôm nay thì mình lên thành phố Lai Châu thì mình khá là bất ngờ. Tại vì trước kia là mình đang ở trong miền Nam á, là mình chủ yếu và mình nghe ví dụ như là trên Tây Bắc thì cuộc sống khá là khó khăn. Và mình cũng tưởng tượng là những cái thành phố trên đây thì nó cũng tương đối nhỏ và nó cũng không có gì đặc biệt các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay mình lên thì mình khá là bất ngờ. Thứ nhất là thành phố nó khá là to và xanh, sạch và nó tương đối đẹp các bạn ạ. Tại vì phát triển du lịch cũng khá là ok. Tại vì mình đi qua một không gian một lượt đó, mình thấy nó sạch và quy hoạch đường xá rất là đẹp, rất ok á. Thì qua cái đó á, là mình cũng thực sự là bản thân mình á, mình rất là mừng các bạn ạ. Mình rất là mừng. Tại sao mình lại mừng á? Trước đó ví dụ các bạn hay xem những cái video của mình về cái vùng, những vùng khó khăn này, những cái bản làng này ở trên cái vùng núi, vùng sát biên giới các bạn, thì nó rất là nghèo, đang còn rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà khi về những cái thành phố như này ấy, thì mình mới thấy được cái niềm vui, tức là những cái thành phố, những cái trung tâm thương mại, những cái gọi là khu đô thị hạt nhân này ấy, thì nó sẽ góp phần cho thúc đẩy kinh tế vùng miền á. Thì mình tin rằng thì tương lai sớm thì cái vùng khu vực Tây Bắc này nó sẽ phát triển mạnh hơn nữa, nhờ vào những cái trung điểm hạt nhân như thế này ấy. Và đó là một điểm mừng. Nên hôm nay là mình có làm một cái video ngắn này cho các bạn. Tức là bây giờ đoạn này mình sẽ nói cho bạn là mình đang đứng ở chỗ quảng trường nhá. Đây này, chỗ quảng trường xung quanh này, nó là có cái hồ các bạn này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi một vòng nhá. Mình sẽ dùng bằng cái camera hành trình mình gắn trên mũ bảo hiểm á. Tại vì mình đi trong thành phố thì có công an, mình chạy một mình à, nên mình sẽ không cầm máy quay được các bạn nhá. Mình sẽ quay bằng camera hành trình. Thì nó có thể hơi rung một chút, nhưng mà mình sẽ đi tất cả các trục chính để cho các bạn nếu mà chưa có cơ hội lên đây thì mình sẽ hình dung được phần nào đó về cái thành phố Lai Châu các bạn nhé. Vừa nãy là mình vừa mới đi một vòng quanh thành phố Lai Châu đó các bạn nhá. Thì thực tế thì các bạn có thể thấy nó cũng rất là bình thường, nhưng mà đối với mình nó khá là ngạc nhiên. Tại vì ở trên cái khu vực núi Tây Bắc này thì đa phần các thành phố nó là tương đối nhỏ chứ nó không phải lớn các bạn nhá. Thì lúc nãy mình đi thì mình có bất ngờ nhất đó là cái các trục đường, tuyến đường các bạn nhá. Thì tuyến đường ở trên Lai Châu này nó rất là to và rất là đẹp. Tức là ở miền Trung nó là đường giống y như Đà Nẵng các bạn. Mà trong miền Nam thì nó cái đường nó giống như đoạn của thành phố Bà Rịa. Thành phố Bà Rịa với cái tuyến đường hàng Võ Nguyên Giáp, Bà Rịa đi về Vũng Tàu á. Là trong miền Nam thì giống cái những cái tuyến đường to to như vậy ấy. Còn ngoài Bắc thì nó cái thành phố giống cái thành phố lớn, kiểu giống như thành phố Bắc Ninh các bạn nhá. Đó, thì kiểu như vậy. Bây giờ hiện tại là mình đang đứng ở khu vực này là quảng trường nhá. Rất là rộng. Còn mấy cái tòa nhà này là kiểu trung tâm hành chính của tỉnh ấy. Nó khá là to. Thì mình xin kết thúc video ở đây nhá. Tại vì mình lên đây thì mình muốn quay qua cho bạn một biết, để các bạn, các anh chị em, cô bác là mình biết được một phần nào đó cái thành phố, cái tỉnh ở trên biên giới của mình ở trên đây nhá.
Còn hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Thì mọi người nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những video tiếp theo tốt hơn nhé.